chào mọi người ạ. Em xin giới thiệu với mọi người một cái vòi rửa chén. Cái vòi rửa chén. Vòi rửa chén này là vòi rửa chén dây rút nha mọi người. Đây ạ. Vòi rửa chén dây rút. Vòi rửa chén này là chất liệu của nó là đồng than mạ crôm mà. Và nó có cả nguồn nước nóng và nguồn nước lạnh nha mọi người. Đây ạ. Cái đây là nóng, cái đây là lạnh nè. Đây. Mẫu rất là đẹp. Đây. Đây là cái dây rút nha mọi người. Đây ạ. Đây là cái dây rút ra. Đây. Rất là tiện sử dụng luôn. Tiện, rất là tiện. Đây ạ. Mọi người có thể đưa như vậy ạ để mình vệ sinh cái chậu rửa chén của mình. Đây. Đây. Và mọi người không xài thì thả ra. Em quay xa xa cho mọi người xem nha. Đây ạ. Mẫu này rất là đẹp luôn. Mẫu nó đẹp. Em cảm ơn mọi người đã xem bài.